Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đồng Phụng Việt đăng trên Đài Á Châu Tự Do. Tướng đúng là có giá, chỉ chưa rõ giá bao nhiêu. Những thông tin liên quan đến Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, tư lệnh binh đoàn 16 của Bộ Quốc phòng Việt Nam, buộc người ta phải đặt ra câu hỏi, Thiếu tướng giá bao nhiêu và dân chúng Việt Nam đã, đang cũng như sẽ còn phải trả thêm những gì cho việc mua quan bán tước như thế? Người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ đang chuyển cho nhau xem thông tin hình ảnh liên quan đến việc ông Phạm Bá Hiền, tư lệnh binh đoàn 16 vừa được vinh thăng từ đại tá lên thiếu tướng. Tuy hình ảnh không có nhiều nhưng cũng đủ lột tả sự sang trọng của gia đình ông thiếu tướng, đối tượng sở hữu một lâu đài tọa lạc ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hai bên con đường lát đá dài hàng trăm thước dẫn vào lâu đài của ông Hiền, phủ đầy những giá cắm đủ các loại hoa đắt tiền do thiên hạ gửi đến chúc mừng. Sân của tư dinh cũng đầy hoa tươi và rất nhiều bàn ăn đã được bày biện sẵn để đón khách đến chia vui với tần thiếu tướng. Tuy không ít người thắc mắc tại sao tư dinh của một sĩ quan quân đội lại đồ sộ sang trọng đến như vậy, nhưng theo nhiều người sử dụng mạng xã hội, chuyện thâu tóm đất xây lâu đài đã từng được tờ Bảo vệ Pháp luật đề cập hồi tháng 5 năm 2018 vì biến đất nông nghiệp thành thổ cư rồi dựng lâu đài mà không có bất kỳ loại giấy phép nào cả. Vào thời điểm đó năm 2018, đơn khiếu nại thư tố cáo đã gửi đi khắp nơi và tờ Bảo vệ Pháp luật chỉ là một trong những nơi tiếp nhận để thực hiện điều tra theo khiếu nại tố cáo của bạn đọc. Chẳng lẽ chính quyền của địa phương nhất loạt làm ngơ hay sao? Khi bị chất vấn thì xã truyền trách nhiệm cho huyện, huyện thì truyền trách nhiệm cho tỉnh, rồi tỉnh thì hất trách nhiệm về lại cho huyện, xã là bình thường hay sao? Chẳng lẽ điều mà ông Phan Văn Hợp, Phó Chủ tịch xã Mai Phụ vào thời điểm đó thú nhận với tờ Bảo vệ Pháp luật rằng đã có đủ cơ sở làm được ngôi nhà hàng trăm tỷ như thế thì biết tiềm lực tầm cỡ như thế nào rồi? Không lập biên bản đình chỉ khi biết viện sai phạm là vì không ai dám ký vào biên bản sai phạm đó. Không đáng phải bận tâm dù chỉ khi dương cao ngọn cờ chống tham nhũng tiêu cực từ Tổng Bí thư trở xuống đã thề là không chấp nhận vùng cấm ngoại lệ bất kể đó là ai. Ai mà tin một cụ bà 78 tuổi chỉ trồng rau, thỉnh thoảng đạp xe mang ra chợ bán, có đủ khả năng tài chính để thâu tóm đất, xây dựng một lâu đài với khu viên khoảng 3.000 m². Vì sao không ai đếm xỉa đến thắc mắc mà tờ Bảo vệ Pháp luật thay mặt công chúng nêu ra? Lâu đài có phải là tài sản của cậu quý tử là đại tá của binh đoàn 16 Bộ Quốc phòng hay không? Tháng 11 năm 2022, 4 năm sau khi tờ Bảo vệ Pháp luật dựa trên khiếu nại tố cáo của dân chúng địa phương thực hiện bài, cụ bà 78 tuổi thỉnh thoảng ra chợ bán rau, xây biệt thự khủng. Như vừa đề cập, ông Phan Văn Giang, đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng công bố quyết định điều động thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, tư lệnh binh đoàn 16 về Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, và bổ nhiệm đại tá Phạm Bá Hiền, phó tư lệnh binh đoàn 16 làm tư lệnh binh đoàn 16. Ủy ban kiểm tra của Quân ủy Trung ương làm như không biết gì về dư luận. Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng làm như không biết gì về dư luận và Bộ Quốc phòng cũng làm như không biết gì, nên việc bổ nhiệm ông Hiền làm tư lệnh binh đoàn 16 là mở đường cho ông Hiền trở thành thiếu tướng theo luật sĩ quan quân đội nhân dân. Đúng 6 tháng sau, tin này được loan báo rộng rãi. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định thăng quân hàm thiếu tướng cho đồng chí Phạm Bá Hiền, tư lệnh binh đoàn 16. Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình công tác trong quân đội, thiếu tướng Phạm Bá Hiền từng đảm nhiệm nhiều cương vị chỉ huy, quản lý. Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng với nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2022, đồng chí giữ chức vụ Phó Tư lệnh Binh đoàn 16. Trước đó, ngày 18 tháng 11 năm 2022, đồng chí Phạm Bá Hiền được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 16. Dường như Thiếu tướng Phạm Bá Hiền vinh quy bái tổ vào đầu tháng 6 năm 2023,
Vì vào ngày 3 tháng 6 năm 2023, báo Hà Tĩnh loan báo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã chủ trì cuộc gặp mặt chúc mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16 nhân dịp đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Tú Anh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cùng dự. Tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đồng chí, mà còn là niềm vinh dự tự hào của quê hương Hà Tĩnh. Chẳng lẽ Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh, không ai biết cái điều mà tháng 5 năm 2018, ông Phan Tiến Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà, phân trần với tờ Bảo vệ Pháp luật khi bị chất vấn tại sao lại để cụ bà Từ Thị Loan thỉnh thoảng đạp xe ra chợ bán rau, thâu tóm và biến vài ngàn mét vuông đất nông nghiệp thành đất thổ cư rồi xây lâu đài về cậu quý tử của cụ. Ông là đại tá làm trong binh đoàn 16. Trước đó, anh này vẫn làm buôn bán thị trường vải trong Sài Gòn, sau mới sáp nhập vào công ty của Bộ Quốc phòng. Sau khi sáp nhập thì bắt đầu anh này mới nhảy sang quân đội. Tiền để làm những căn nhà này thì bình thường, trong Sài Gòn còn rất nhiều nhà như ở đây. Đó là lý do, dẫu có rất nhiều cơ quan truyền thông loan báo việc đại tá Phạm Bá Hiền được vinh thăng thiếu tướng, nhưng phần tiểu sử của đồng chí tân thiếu tướng mà các cơ quan truyền thông này đã đưa lại thì lại giống hệt nhau ở cái chỗ rất chung chung về quá trình công tác trong quân đội. Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, thiên hạ chỉ biết đồng chí đã từng đảm nhiệm nhiều cương vị chỉ huy quản lý. Chắc chắn ông Hiền, nhân vật mà láng giềng ở quê hương khẳng định là chỉ buôn bán, lĩnh vực công tác chính là thị trường vải ở trong Sài Gòn, đã tìm ra cái lối để mà trở thành sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân, giống như những Đinh Ngọc Hệ hay là Út Trọng trong quân đội và Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm bên công an. Tuy nhiên, ông Hiền vượt xa những Út Trọc và Vũ Nhôm khi trở thành tư lệnh binh đoàn và nhận thêm cấp bậc thiếu tướng. Các vụ án hình sự liên quan đến những Út Trọc, Vũ Nhôm cho thấy con đường trở thành sĩ quan lực lượng vũ trang không có khó nếu chịu chi và quan trọng hơn là chịu làm bình phong cho các ông tướng. Những Út Trọc, Vũ Nhôm chỉ trèo tới thượng tá thì gãy. Chưa rõ ông Hiền sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không phải tự nhiên mà lãnh đạo Hà Tĩnh tụ tập để chúc mừng ông nhân cái dịp ông vinh quy bái tổ, khẳng định ông là niềm vinh dự và tự hào của quê hương Hà Tĩnh. Vừa rồi là bài viết của tác giả Đồng Phụng Việt. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.